Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đánh vị tướng Ziafit này và hướng dẫn anh em lên đồ nhá. Đây là lên đồ theo kiểu của mình thôi. Ok. Thì bắt đầu mình soạn đồ như này. Còn hướng dẫn lên đồ thì cuối game này anh em xem hết clip này thì mình có để ở gọi nói chung thì một món đồ, rất là nhiều món đồ của mình thì mình để ở trong cái cửa hàng rồi. Ở trong cái soạn đồ nhá. Ok. Mình sẵn trước rồi, ra ngoài thì mình cho anh em xem, chứ còn trong game thì mình tập trung đánh là chính, chứ mình không có hướng dẫn anh em được. Rồi thì làm sao mình đánh ở nick này thì có một bạn nói chung thì bạn ấy sắp đi học rồi, bạn có nhờ mình quay clip gọi là cho bạn ấy trước khi là bạn ấy có thể là đi học, tại vì là khi đi học xong là bạn ấy không có thể nào mà đánh hạng được nữa. Ok, đấy. Thế nên là đánh danh cho bạn và quay clip này để tặng bạn thôi. Tặng bạn cái một trận đấu về vị tướng Ziafit nha. Ok. Ziafit thì anh em biết rồi. Đây là một vị tướng khá là cơ động. Nó cơ động mình so sánh nó phải ngang với Nakroth. Thật sự nếu mà anh em nghĩ nó không bằng Nakroth thì quá là sai lầm. Vì các chiêu thức của nó hồi khá là nhanh nha. Về lết hồi khá nhanh và cực kỳ khỏe. Ok. Từ từ nào. Ông Nakroth chuẩn bị phối hợp với tôi phát nào. Đây rồi. Thịt luôn. Chưa có level 4. Thịt luôn. Thôi chết rồi. Bộc phá xịt. Thôi lên bảng rồi. Rồi. Thôi em xin lỗi, đủ. Gặp ngay thánh mà mạng gan gà. Nhưng mà pha đấy thì mình thật sự không thể nào cứu được Nakroth. Máu quá yếu. Và một pha là bị thịt luôn rồi. Ok. Hôm nay đi đường solo với thanh niên Malok thì anh em biết rồi. Khá là khó chịu. Thôi xong, em xin lỗi. Đủ. Khổ quá cơ. Ăn được vị tướng Ziafit cũng rất là khó chịu. Vì nó có thể chạy nhảy bay nhảy rất là sướng. Ok, thì đầu tiên mình cứ lên Thương Long đã. Được nha, thì dạo này mình có hay làm clip nhiều nick lắm để tặng anh em. Rồi. Độ xoay chiêu mắc rồi mà sao mình cảm tưởng nó cứ chậm chậm thế nào ấy. Khi mà sử dụng chiêu cuối này nó không được nhanh, không được di chuyển cái chiêu cuối được nhanh. Đây. Rồi ok, 3 mạng rồi, 3 đều. Thấy chưa, team hiện tại đánh khá là cân bằng. Đây là trận đấu danh và hiện tại đang là danh bạch kim nhá. Không có cao sang gì, chỉ là danh bạch kim thôi. Và lâu lắm mình không làm vì vị tướng Ziafit rồi. Thì hôm nay nhân cơ hội là làm clip này tặng bạn thì nói chung thì nói chung thì chơi luôn Ziafit theo một số yêu cầu của nhiều anh em. Bấy lâu nay thì Ziafit là một vị tướng mình đánh cũng khá ít, nhưng mà thật sự thì vị tướng này mình quay nó đánh quá là dễ. Thật sự đây là vị tướng đánh khá là dễ nha. Có tỷ lệ nói chung chỉ số đánh khá là dễ rồi. Thế nên là không có việc gì phải khó khăn cả. Mà hầu như đều những cái trận đấu mình đánh ra fit thì rất là xanh. Hay quá. Rồi ok. Thịt luôn. Không bị xoắn. Rồi từ. Nào. Cho xin một mạng nào. Ô, đủ lại hỗ trợ. Cái khả năng KS của mình thần thánh như thế mà vẫn bị mất cái bộc phá mà không được cái mạng ạ. Mạng hạ gục luôn. Ok. Level 7 rồi. Thấy chưa, những anh em xem clip của mình nhiều rồi thì những cái trận đấu mà mình đánh đường solo kinh công ấy thì mình hay bỏ lên lắm. Bỏ cái đường kinh công này. Mình thường đẩy lính xong là mình đi ganh luôn. Hoặc là có rồng là mình sẽ tập trung ra rồng sớm. Chứ còn anh em nhìn trận đấu này thì Malok này, thanh niên Malok này thì thấy mình xuống đường ra đường kinh công ra đường rồng để hỗ trợ đồng đội rồi mà thanh niên vẫn nằm y ở cái khu vực đường kinh công nha. Đấy, hạn chế là như thế anh em ạ. Thật sự ấy, nếu mà có kinh công nếu mà có rồng thì anh em cố gắng từ đường kinh công chạy xuống đường rồng để có thể hỗ trợ đồng đội ăn dòng tốt hơn rất là nhiều. Ăn dòng cực kỳ lợi mà. Anh em nếu mà đánh liên quân nhiều rồi thì đủ biết là con dòng
những cái level đầu tiên này nó lợi đến thế nào. Ê đủ nào chơi chuẩn bị. Ô tôi chết đó chút rồi. Trượt, em xin lỗi. Nào vào đây. Con này cơ động mà. Cái chiêu thứ nhất này của nó hồi rất là nhanh. Rồi hay lắm. Nào từ phục kích luôn ông ơi. Azenkado cho tôi cái chiêu cuối, hay quá, thịt luôn. Rồi, ok, lên bảng điểm số. Nào, còn 3 mạng nữa đây. Thôi. Rồi. Đúng là Zuka thanh niên gấu mèo bụng bự nằm xuống rồi. Rồi. Tại vì sống đâu, ok, lên bảng điểm số luôn. Lên bảng điểm số. Tiếp tục đập và tép thịt luôn ông ơi. Tanh cho tôi phát. Rồi, hay lắm. Chết là xác, ông chết làm sao. Hát trích. Thấy chưa? Cái khả năng mà con này có thể băng trụ và rút ra rất là dễ. Thường thường thì mình cấu rỉa máu đối với vị tướng này, cấu rỉa máu đối phương ấy, đó là sử dụng chiêu đầu tiên lao vào đối phương và hất tung lên. Sau đó anh em liên tiếp là sử dụng luôn chiêu đầu tiên nhá, để có thể là lướt ra. Còn đối với chiêu thứ hai này thì mình đánh, mình cũng cảm tưởng nó rất là giống với vị tướng Ryoma. Thì không phải là gọi là giống đâu, mình phải nói thẳng luôn là Ryoma là nhái. Nhái cái chiêu chiêu thứ hai này của Zafit này. Thật sự rất là vì cái chiêu cuối của Ryoma thì nó cũng xuyên rất là nhiều mũi tên. Là nhầm, mình xin lỗi, là xuyên rất là nhiều mũi giáo. Ok, mũi giáo vào người đối phương và kèm theo là vị tướng đấy được hồi máu nhá. Còn Zafit thì sử dụng chiêu đấy, chiêu thứ hai này không được hồi máu đâu. Rồi tranh thủ cứ cướp rừng thôi. Không biết là anh em đánh Zafit thế nào, nhưng mà thật sự thì mỗi lần mình đánh Zafit ấy thì điều đầu tiên để giúp cho mình đánh hay trong trận đấu là mình phải ăn con bùa xanh liên tục, vì mình sử dụng chiêu thức liên tục mà. Rất là thốn. Đây rồi. Mấy em hàng đây rồi. Rồi, ok, lên bảng. Thịt luôn. Anh chả phải ngại gần chú làm gì. Hay quá. Rồi, đến Ma Lốc này. Đấy, lên bảng nốt. Rồi, tuyệt vời. Thì cũng rất là cảm ơn bạn có cái nick này. Thì bạn cũng donate cho mình một số tiền cũng khá. Nói chung là cũng ấy thôi. Đây, từ từ xem cái trình độ KS của mình thế nào. Ơ, chạy nhanh vậy. Rồi, mình xin nhá, rất là cảm ơn Zuka đánh suốt nãy giờ. Rồi, không biết là thanh niên gỡ quá chịu không. Nhưng mà mình hứa là mình sẽ gánh team. 8 mạng rồi, ăn 8 mạng hỗ trợ 2 là 10 mạng rồi. Cứ từ từ, trận đấu này khá là dễ dàng. Team họ bây giờ đang thua team mình với 10 mạng cơ. Mới ăn là 9 mạng mà team mình ăn 19 mạng cơ mà. Đúng không? Hơn hẳn 10 mạng, xong rồi hơn cả rồng nữa. Thì đúng là cái trận đấu này quá là dễ dàng rồi. Kiểu này lại kết thúc sớm thôi. Ok nào. Từ từ ông Man Lốc ơi, giữ cho... À mình xin lỗi. Mô Toát giữ cho Man Lốc có sử dụng xong chiêu cuối. Thanh niên này chắc chắn còn chiêu cuối để sử dụng ở đấy, biết ngay mà. Nào vào. Đây là thời cơ mà. Bắt nắm thời cơ. Ô vãi trưởng. Đủ. Vẫn để chạy được kìa. Không cho nó chạy, không cho nó thoát kia. Còn chiêu cuối. Rồi, lên bảng luôn. Đau quá, trục bắn đau thế. Ok. Thì mình làm cái clip này tối nay thì sáng mai là chủ nhật đúng không? Mình đăng luôn cho nóng hổi. Nói chung thì chắc là thứ hai bạn đi học rồi thì phải. Ok nào. Từ từ. Rồi, hay quá. Team này thì quá là tuyệt vời. Anh ạ, đi rồi, một mạng rồi. Mình kết nhất là Zafit kết hợp với Azenka nhá. Không hiểu sao nhưng mà cái chiêu cuối của Azenka đó là thả ra bàn tay vàng. Bàn tay cát chứ. Bàn tay cát xong rồi nói chung thì làm chậm đối phương và gây sát thương phép rất là khó chịu. Đứng lâu trong cái đấy thì có thể hóa đá luôn này. Đấy, khi mà làm chậm vậy thì Zafit sử dụng cái chiêu cuối này một phát và toàn bộ đội hình của đối phương thì thể nào không thể nào chạy nổi. Đấy, không thể nào chạy nổi, mình khẳng định luôn. Ok. Thì bây giờ mình nói luôn này. Món đồ đầu tiên cho vị tướng Zafit mình ở đây là cách lên đồ của mình nha. Còn rất là nhiều cách lên đồ khác nhau, nhưng mà anh em đừng có chê cách lên đồ của mình. Thật sự đừng có chê, tại vì là sao? Mỗi người đều có một cách lên đồ riêng thôi. Và những cái món đồ đấy là thể hiện phong cách đánh của từng người. Có người lên đồ theo kiểu là phong cách hổ báo hoặc là
Hoặc là chống chịu hoặc sao đấy thì không không hề ấn gì. Đây là mình lên theo đồ của mình thôi. Thì đây là làm clip, nếu mà anh em thấy ổn thì có thể là lên đồ theo mình, còn không thì mình cũng không bắt buộc. Anh em đây là tham khảo thôi. Đây là món đồ tham khảo nha. Kìa, chơi Phoenix đầu tiên nó dồn đau lắm. Hay quá, rồi, ok. Rồi. Sống lao, hay quá. Rồi đây 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 đây, còn thanh niên này. Đúng là dồi chó. Đối phương từ gặp mình nói thật thì thánh cay ắt rồi. Level 13 ăn 13 mạng, hỗ trợ 4, hỗ trợ ít tí nhỉ. Thôi từ từ mình sẽ hỗ trợ lại đồng đội, chứ còn như thế này thì ít quá. Ô vãi trưởng, cái con bùa đỏ tôi đâu? Đủ. Chạy hết tơi ra bùa đỏ mà không thấy. Anh em nhìn nhìn thấy chưa? Vị tướng Japheth này thì nó có hai chiêu vượt tường. Và không phải vượt tường bình thường đâu, mà chiêu thức của nó hồi khá là nhanh nha. Đấy, chiêu đầu tiên của nó này hồi khá là nhanh. Sau đó là cái chiêu cuối nữa có 6 giây, chiêu đầu tiên có 3 giây thôi. Anh em đủ hiểu là nó như thế nào rồi. Hồi rất là nhanh, nên là độ cơ động nó. Ôi, lại hết hết mana rồi. Kiếm cái bùa xanh nào. Món đồ đầu tiên của mình lên là Thương Long này. Sau đó là một cái. Ôi dồi, đánh nhau. Ôi, sao tự nhiên mình bay ra đây rồi. Vãi trưởng. Đánh nhau to vậy. Thiếu người đánh nhau vãi. Nhìn ngon chưa. Mình mà sử dụng chiêu cuối vào đây là ăn pentakill. Đây 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 rồi, đây rồi, đây rồi. Hay quá. Chơi tự nhiên máu giấy đã. Ok, lên bảng. Thịt luôn. Có Azenka, Azenka đằng sau. Rồi, anh trâu bò mà. Anh trâu bò, ok, lên bảng nốt. Rồi anh em nhìn thấy lớp giáp nào khá là dày từ bản thân ra của mình chưa? Thì mình lên cái kiếm gọi là Uriel ấy. Mình không biết tiếng Anh đâu, nhưng mà cuối game thì mình sẽ giới thiệu cho anh em sau nhá. Đó. Rồi thành vét rồi. Quả đấy là một mình cân, cân ba. Không phải một mình mà có sự hỗ trợ đến từ Azenka. Món đầu tiên cho vị tướng này là Thương Long, sau đó là một cái giày MX giày chạy nhanh nhất liên quân mobile. Ok, sau đó là thương xuyên phá này. Tiếp đến là liềm đoạt mệnh hoặc à đúng rồi, tiếp đến anh em có thể lên áo choàng băng giá liềm đoạt mệnh để gần cuối đi. Đấy, áo choàng băng giá sau đó là liềm đoạt mệnh này. Đấy, à đâu. Gươm Uriel, liềm đoạt mệnh để cuối nhá. Khá là ổn đúng không? Đây là cách lên đồ của mình thôi, còn tùy thuộc vào anh em. Rồi. Hiện tại thì mình cũng không muốn đánh đích chính của mình, tại vì rất là lắm anh em đang nhờ mình làm clip. Đó 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 đó, đó. Thì mỗi nick thì mình có làm một hai clip thôi, mình không làm nhiều đâu mình. Thế nên là anh em thông cảm nhá. Rồi rồi. Rất là xanh. Level 15 mà 15 mẹ. Hơn đối phương rất là nhiều, tại vì hơn là hơn cả rồng mà. Nhưng mà nếu mà nói về lết ấy, thì team mình không lết bằng team họ. Vì sao? Vì team họ có Gidu, có Morgana. Đấy, hai thanh niên khá là lết rồi. Phoenix thì không lết. Thật sự thì cáo Phoenix thì quá là đơn giản. Cuối game thì vị tướng này thật sự không không lết cho lắm. Nhưng mà đặc biệt, ui tôi xong 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 xong. Khổ báo quá, Tara này. Tara là một thanh niên lết này. Đấy, Gidu lết này. Chơi luôn, chơi luôn. Chơi luôn nhà anh, điều kiện mà. Ta ra chạy nhanh vãi. Kìa kìa kìa. Ăn cái thanh niên mở Ganga trước. Nhầm 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 nhầm. Nhầm, đây đây đây, mở Ganga đây. Vừa nãy là lệch sóng, hơi bị lệch sóng một chút, anh em thông cảm. Rồi, rồi, hay quá. Cả Malok kìa, ủa. Bây giờ mới để ý team họ làm tanh vãi trưởng. Đấy nhá, anh em nhìn thấy cái gươm Uriel nó giúp cho mình rất là nhiều. Khi mà máu còn 30% nó sẽ giúp cho anh em hồi một lượng giáp. Tinh tướng gì vậy? Ông tinh tướng gì vậy? Hổ báo vãi, chị ta ra. Nhầm, không phải ông là chị. Thịt luôn thôi. Thịt luôn một toát đây. Mình đằng sau, ok, thần thánh rồi. Wow. Không ngờ là lâu không đánh ra fit nhưng mà cái trình độ của mình vẫn như thế. Ăn 16. Chết không hỗ trợ 10 hay là đây là danh bạch kim nên đánh khá là dễ dàng nhỉ. Không lên cao là chắc là bị hành sấp mặt luôn rồi. Ồ, mất con bùa xanh rồi vãi trưởng thật. Mình thông thạo B đâu. Gờ các thủ mà.
Thật sự thì mình không phải thông thạo B đâu, đây là cái nick của bạn này thông thạo thôi, chứ còn hiện tại nick chính của mình khéo là còn đánh 3-4 trận đấy. Nhưng mà thật sự thì vị tướng này đánh khá dễ thôi, thế nên là không cần cứ gọi là thông thạo cao thì gọi là đánh hay à. Không đơn giản thế. Mà anh em sẽ có trên TV nhá. Rồi. Đây, làm gì bạn tôi hay làm gì đồng đội tôi, ông làm gì. Đấy, bắn thoải mái đi. Đấy, còn cái gươm Uriel mà mình tính cả rồi. Nếu mà mình được cộng cái gươm này xong rồi nhá, sau đó là mình có thể là lên cái liềm đợt mệnh nữa, có thần linh can thiệp trong 0.1 giây. Rồi. Anh em thông cảm cái giọng của mình hiện tại này đang bị ốm. Suốt ngày bị ốm luôn. Không hiểu tại sao. Thế nên giọng cũng có bị ồm ồm một chút thôi. Rồi. Bắt đầu chơi khô máu này. Mình lưu ý anh em nhá. Cái này 2 mic phải không nhỉ? Cái giày chạy nhanh nhất liên quân mobile ấy, thật sự nó khỏe với anh em là đầu game thôi. Còn đến cuối game mình khuyên anh em ấy thì có thể bán cái giày đấy đi lên và lên các giày khác, như kiểu là cái giày hậu vệ chẳng hạn này, hoặc là giày tăng tốc độ đánh này, giày tăng giảm thời gian hồi chiều thì cuối game cũng bình thường thôi, hoặc là giày tăng sức mạnh phép thuật chẳng hạn. Đấy. Vì sao? Vì cái giày hammer chạy nhanh nhất liên quân mobile. Đánh nhau. Chơi fan hit đầu tiên ông ơi. Đau vậy. Vãi trưởng dính ngay cái chiều cuối của fan hit làm chậm có chịu vãi. Ngang này hả bưởi. Lên bảng số ok. Oai. Chả thấm thía vào đâu cả. Thôi lui đã. Wow. Cứ nhòn đi, bây giờ mới biết được này. Hiện tại thì team mình trận này khá là căng rồi. Không phải là dễ dàng như lúc đầu đâu. Đây là gọi là đánh vu vơ đến cuối game rồi. Hiện tại mình full đồ rồi. Có lẽ chắc là mình sẽ phải lên một vài đồ thủ gọi là kháng phép, như kiểu huân chương choi nhá. Huân chương choi này. Vì cái đồ này kháng phép này, vì manga là khá là lết. Rồi đây là món đồ hầu như ấy. Cái anh em cứ gọi là lên đồ này nó khỏe không. Nhưng mà thật sự thì nếu mà có một cách lên đồ thông minh ấy thì không phải là anh em lên đồ mặc định đâu. Không phải lên đồ theo kiểu là đầu game mình sắp xếp như nào rồi vào game mình cứ thế mình mua đâu. Đây nhá, vì khi mà đối phương có khỏe về mặt nào thì anh em có thể thay đổi lại các món đồ đi. Ví dụ mà đây là mình lúc đầu mình có lên sát thương thì ganh là khá là tốt, nhưng mà đến cuối game là về lết rồi. Uầy, đông vậy. Đồ. Xong rồi. Thôi, xong rồi. Đi rồi, vãi cả trưởng mô toát ơi. Đây, anh tới lại đây. Biết vơ vét được cái mạng nào không. Mình cũng trâu bò, mình cũng gọi là thuộc dạng trâu. Nhưng mà thôi, đối phương vãi trưởng thật. Uầy. Quá chịu vãi. Thôi. Căng thật, cái trận đấu này có vẻ là thua rồi. Không ngờ là kéo lại thua ngược đấy. Phải thật. Ôi, xong rồi. Anh em để ý này, đối phương có 4 tanh. 4 tanh không phải 3 tanh nhá. Phải trường mà mở gan ga nhìn máu dày vậy. Đi rồi. Tha cho em phép nào. Thôi xong. Còn cái liềm đợt mạnh thật thì lên bảng rồi. Thua rồi. Vãi trưởng thật, phút thứ 19. Hiện tại mình ăn 18, chết 1, hỗ trợ 12. Mà cũng không ngờ lại thua nhanh đến thế. Lúc đầu game thì mình cảm tưởng là team mình thắng khá là dễ. Rồi, chán luôn. Đợi tí nào, 28 giây cố ôm. Thôi sao xong, rời trận rồi. Thật sự thì khá là khó chịu. Một điều mình... thật sự là khá là khó chịu. Vì đối phương có mờ gần ga này, có ma lốc này, có Tara này. Đấy, có ma lốc, có Tara rất là trâu bò rồi. Có Gidu này,
toàn những thanh niên xong rồi cá fan ít thì không tính tiền nhưng mà mở gần ga quá là lết. Và trong trận đấu này là dừng AFK nữa. Anh em nhá, đủ hiểu cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Khá là ức chế. Và mình nói luôn này, từ trước đến giờ mình đánh game thì rất là ít khi mình có thể hiện là mình tố cáo ra game là mình tố cáo rồi trận đâu. Nhưng mà đối với những cái trận đấu căng thẳng như thế này thì chắc chắn một điều, nếu mà trận đấu này mà có thua ấy, thì chắc chắn mình sẽ phải cho thanh niên kia một phiếu, cho thanh niên Nakarot kia một phiếu. Không phải là mình khó khăn gì đâu, nhưng mà thật sự rất là ức chế. Hầu như là anh em đánh Vinco Mobile cũng cảm nghĩ như thế thôi. Ok, bắt đầu mình đang phải bán tất cả các món đồ đầu game mình lên. Và bắt đầu lên theo đồ lết nha. Vì sao? Vì hiện tại cuối game rồi, team mình hiện tại đánh thiếu người. 4 đấu 5, hiện tại là 4 đấu 5 này. Ôi thôi xong, vãi trưởng mất cả kinh công. Thôi về ngay. Thủ này không biết được không. Nakarot AFK. Phút thứ 21 là cuối game rồi. Bây giờ solo nhau là cần hơn phải bằng người thì có thể hơn được. Chứ còn thiếu người như thế này thì đánh rất là khó khăn. Mà team họ còn lết nữa chứ, khỏe hơn team mình rất là nhiều. Đây. Thôi lên trước hay không là đối phương đẩy trụ nhanh lắm. Cá Phenim đẩy trụ nhanh, vãi trưởng này. Lên, anh em theo tôi. Thịt cái thằng Morganga trước. Morganga kia. Vua độc dược để mình có cái giáp hồi sinh. Không mình thì ngoại gần trâu cho anh em đủ hiểu mình trâu chưa. Đấy, đây gọi là phối đồ. Thôi sao rồi, may là còn cái giáp hồi sinh. Rồi ok, vẫn tiếp tục quẩy cùng anh em lên đi, đối phương chết hết rồi. Còn mỗi thằng bác này làm gì tôi vậy, nhấc mông chưa, hay quá. Lên thẳng đẩy thẳng nào. Thắng rồi, 4-5 mà vẫn chiến thắng, quá là ngọt ngào. Ok, đối phương 11 giây nữa cơ, nhanh. Cá Phoenix mình 1 giây. Ô, ông nào mà tanh cái rồi, thịt thôi. Cái gì ngại ngần cả. Ok, rồi. Đẩy thẳng đi nào. Chiến thắng trận đấu này luôn. Vãi trưởng ra hết rồi. Thôi rút nhanh. Tìm họ ra nhanh quá. Anh em thấy có gọi là căng thẳng không? Những cái trận đấu như thế này ấy, thật sự thì rất là căng thẳng. Không phải là dễ thở đâu. Nhưng mà nếu mà đánh được những cái trận đấu như này thì khá là hấp dẫn hơn là những cái trận đấu mà thắng luôn từ đầu. Nhưng mà cái game này thì anh em thử nói cảm nghĩ của mình khi mà thật để lại cái bình luận của anh em bên dưới cái clip này khi mình đăng lên nhá. Là xem là cái cảm nghĩ của anh em khi mà đặt trường hợp vào cái trận đấu này. Bắt Morganga đây. Chứ còn thật sự thì không tiền nào mà đánh mà không bắt được Morganga có lẽ là thua. Vua độc dược mà, đi rồi. Cảm nghĩ của anh em khi mà gặp team có người AFK đến cuối game này rồi, và team mình lúc đầu đang thắng, bây giờ đang thua ngược, đánh rất là chật vật. Hiện tại mình ăn 19 chết 1, hỗ trợ 16 cũng không thể nào cánh nổi. Mình cứ nghĩ là danh bạch team cũng đánh bình thường thôi, nhưng anh hờ đánh rất là căng thẳng. Đầu game mình lên sát thương rất là nhiều, nhưng mà cuối game hiện tại mình phải bán đồ đi rồi. Mình bán lên để bán đồ đi lên ra quân trưng choi này. Sau đó đến cái giáp hồi sinh này. Đấy, kéo có lẽ mình bán thêm một món đồ nữa. Mình lên xem nào, có nên bán một món đồ nữa không. Bán cái thương long đi cũng được. Chứ còn giày thì chả nhẽ bây giờ mà cuối game mà thiếu giày cũng thôi. Có bán giày thì khó chịu lắm, đi chậm lắm. Gươm Uriel khá là lợi rồi. Vì cái gươm này nó giúp cho mình rất là nhiều khi mà gặp Morganga này. Đấy, huân chương choi thì tốt rồi. Thôi nha, từ. Chơi luôn, tôi mở combat, hay quá. Thoải mái đi, chơi thoải mái đi, rồi. Hay quá bạn, hay quá team ơi. Rồi, hay lắm. Lên bảng nốt. Tuyệt vời, rồi, ok. Chiến thắng nào, chiến thắng. Rất là nhanh thôi, chiến thắng nào. Bây giờ còn mỗi ba lúc và Tara chơi khô máu luôn. Mình còn cái giáp hồi sinh nữa không, mình có vãi trưởng hết sạch mana rồi. Thốn vãi. Vãi trưởng hết mana. Đủ, lên bảng rồi. Nhưng mà ngấp ngoái vãi hết sạch ấy rồi. Bây giờ mà có chạy lên nhà đối phương thì nó cũng hồi sinh xong. Và mình cũng hết sạch máu rồi.
Thôi đẩy lính thôi ông ơi, đẩy lính thôi chứ còn không lên đẩy. Không lên đẩy được nhà đâu, Azenka tham làm gì. Đẩy chưa, lên đến nơi là đối phương ra rồi. Ôi trời, nhìn cái mặt Nakroth kia ghét vãi trường à. Tự nhiên rời trận nên trận đấu này khá là khó khăn. Ok. Wow, đánh mệt mỏi vãi, kéo dài 25 phút, cái trận đấu kéo dài 25 phút. Rất là ít khi mình đánh cái trận đấu như thế này. Không biết là trận đấu lịch sử mình đánh bao nhiêu phút nhỉ? Hình như là cũng chưa đến 25 phút đâu. Thật sự là từ trước đến giờ mình chưa đánh cái trận nào quá tầm 23 phút. Và trận đấu này kéo dài 26 phút rồi, vãi thưởng nửa tiếng bằng cái trận đánh liên minh điện thoại. Đủ. Ok, chắc chắn là Nakroth trong trận đấu này. Xong trận đấu này sẽ có 4 phiếu, mình chắc chắn mình sẽ phải cho phiếu của Nakroth rồi. Không việc gì, nói chung là quá lực chế. Đánh cái game mà đánh xếp hạng là đủ. Thôi, 40 giây nữa có kinh công thôi, về, đối phương không dám ăn kinh công đâu. Ông Nak, ông kia về. Khách cực trưởng ông mô toát kìa. Bây giờ thiếu người đã 4-5 rồi, thiếu một người nó lại thua bây giờ. Ok, căng quá không ạ? Không biết trận này thắng hay thua đây, nhưng mà hiện tại rất là căng. Wow, cái điểm hỗ trợ và cái điểm hạ gục của mình khá là cao. Điểm chết của mình có một mạng, mình mới bị hạ gục một lần thôi. Ô vãi trưởng, ông Azenka tự nhiên sử dụng chiêu cuối vậy. Chiêu cuối để giành thì không. Thôi. Nào, thịt luôn. Tìm đâu hết rồi. Quẩy đi. Nói là quẩy thôi nhưng mà không có nhạc sàn. Rồi, ok, lên bảng nốt. Hay, ôi thì chết, vãi trưởng tìm đâu hết rồi. Thôi. Đi rồi. Vãi trưởng về nhanh. 27 phút. Wow. Một trận đấu kéo dài gần 30 phút. Thôi thua. Thua thật sự rồi, một mình không thể nó đết được cái nhà này. em đi chết đây. Đủ thôi. Rồi. Kết thúc trận đấu rồi, mình cũng chắc chắn một điều là thua rồi, còn sao nữa. Không còn kép màu gì nữa. Cái thua này thì chắc chắn không phải là do lỗi của một thành viên nào trong trận đấu này. Chắc chắn chỉ có do là một thành viên AK, đó là Nakroth thôi. Chứ còn nếu mà không gặp trường hợp AK thì cái trận đấu này không có lẽ là như thế này đâu. Ok, thì anh em cố gắng, mình sẽ hướng dẫn anh em lên đồ theo đầu game của mình nha. Còn càng mới lên anh em có thể biến hóa, thay đổi các món đồ đi giống mình cũng được. Thay đổi đi, đấy, để cuối game mà. Chứ còn lên lên tanh cuối game thì khá là khỏe. Còn lên xét thương cuối game thì không được lên cho lắm. Ok, đâu rồi thanh niên Nakroth kia. Biểu tượng rời trận à. Ok, cho chú một phiếu luôn này. Rất là ít khi mình cho phiếu AFK nha. Hôm nay gọi là đại khai sát giới ấy. Phát trận. Thanh niên phát trận ức chế vãi. Ok. Ăn 21 mạng. Đây nha, trang bị của mình là thương long này. Rồi. Giày hammer này, thương xin phá này. Áo trang băng giá này, gươm Uriel này. Rồi liềm đặt mệnh, đây là tất cả các món đồ mình lên đầu game. Thôi chúc anh em có một ngày chủ nhật vui vẻ nhá. Tạm biệt.